Thời gian cái mái trường này có thể là tạm thời thôi, cho nên hồi đấy các bạn hỏi em là viết từ gì trên background, em nói là họp mặt chia và chia tay, sau em bảo không thể chia tay được, một cái từ nó nhẹ hơn, em phải nhờ một người khác để thay thế bằng cái từ tạm biệt, chỉ là tạm biệt thôi, vì thầy vẫn ở ngôi nhà Canada, thầy chỉ là vắng mặt thôi, rồi lúc nào có những cái gì quan trọng thầy đặt con về trường. Em không biết nói gì hơn là mong thầy luôn luôn mạnh khỏe, luôn bình an. Thầy là một người cực kỳ tốt, thầy rất là tốt bụng và nhân ái, cho dù có buồn có giận như thế nào rồi cuối cùng thầy cũng hóa giải được, cho nên làm cái công tác công đoàn thì thực sự thầy rất là phù hợp. Em thấy là thầy thực sự là một người chủ tịch công đoàn tuyệt vời trong trái tim em, và em nghĩ rằng là trong trái tim của tất cả mọi người. Em kính chúc thầy thật là nhiều sức khỏe, thật là an vui, và mãi dùng cái tiếng hát của thầy, cái diễn cơm trên tường và cái trái tim nhân ái của thầy để thầy đưa những cái niềm vui và hạnh phúc đến cho nhiều người khác nữa. Một lần nữa em xin cảm ơn và chúc sức khỏe thầy.